Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn mà không phân biệt có thai, sinh con với ai. Khoản 3 điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Như vậy, theo quy định trên, có 3 trường hợp tòa án sẽ không thụ lý yêu cầu ly hôn của người chồng, đó là vợ đang mang thai, vợ sinh con và vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Để cụ thể hóa quy định trên, Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao đã có hướng dẫn cụ thể các trường hợp chồng không được ly hôn vợ. Với trường hợp vợ đang có thai, chồng không được quyền ly hôn dù vợ có thai với ai. Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe tâm lý và thể chất của người vợ cũng như đứa con chưa chào đời. Chồng không được ly hôn khi vợ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, kể cả là con ruột hay con nuôi. Ngoài 3 trường hợp quy định như trên thì nghị quyết còn có nội dung hướng dẫn trong tình huống mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cụ thể, chồng của người mang thai hộ không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.